Rồi, thưa với bà con, giờ đã tới chỗ chích ngừa nha. Đó. Đó. Đang làm thủ tục chích đó. Đã đi tới chỗ để chích ngừa đây. Dạ, xin chích một mũi thôi. Đang làm thủ tục. Xin chích một. Bên tay trái. Bị nằm phía bên phải nhưng mà phải chích bên trái. Rùng quá. Mỗi lần chích ngừa, mỗi lần đi chích là mỗi lần rung quý bà con ơi. Đi hả? Cô làm có cái. Dạ, yeah, go ahead. Ủa, sao cô là giống Việt Nam á vậy? Rồi, có sữa bên đây nè. Ở Việt Nam mua nọ được lon sữa Anh Xua vậy thôi. Quý biết như sữa thiệt không nè. Một lốc về là 66 chai 9 đồng 44. $9.7 trời, bên đây Anh Xua là cái gì thấy không? 8 đồng 47. Ở 8 đồng 97. Đây, thấy cái sức sức toàn là sữa bơ rồi. Đồ xịn không thấy không?
Đây chứ. Đây, 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 đây. Còn cái chết đau không? Chết đau không? Đó là kết rung không? Chỗ này ngồi chết hả? Dạ. Ở tới hả? Lẹ đi. Ông cầu được. Ông cầu. Thầy chết bên nào? Bên này thì ngồi đó. Cầm như vậy ạ. Coi bắt mít cái tay kìa. Ông già mà thấy không? Dạ, thấy rồi. Nói gì? He's scared. He never checked me, never checked before. Bắt cái cáo lên rồi. Rồi, để đó bằng đó được rồi. Được rồi. Yeah, that's enough. No, it needs to be here. Here, oh. Yeah. It's too low. Yeah. Yeah. He very scared. He never get shot like that before. He never got shot before. Yeah. Because he a monk. You know that, right? That's why he don't get it. Oh, okay. Được này. Rồi, được rồi. Right. Okay. Let me know when you're ready. Take a deep breath. Don't sound like, thầy lắm nó để nó dán những cái đó thầy biết không? Nó dán cái miếng bằng cái rồi nó chích vô thầy không thấy cái gì hết. Đó, không dán thấy một cái gì hết. Done. Xong rồi thầy. Rồi thầy mặc áo cho đi. Thầy ngồi. Thầy dạ. Did you get your card back? The white card? I give to you, right? Or I keep it? Hả? Cảm ơn chị. Mô phật. Ngồi chờ đi. Ngồi 15 phút nó mới cho thầy chạy. Ngồi chờ 15 phút. Không ngồi đi. Chừng rớt đầu kìa, chừng rớt. Dạ. Dạ. Ok. Dạ rồi. Anh nên máy bay nó khác đó mà. Không hồng gì á. Đó, có đau không? Tiếc mình. Cũng hơi đau. Thì nó cũng như kiến cắn. Như anh như ông chết vậy đó. Thôi vậy cho nó rồi đi ha. Thầy thấy thoải mái một lần thôi. Tại vì mỗi một lần được một lần. Không phải. Thôi không sao đâu, nó phải nó bắt phải ngồi hả? Thầy ngồi xuống rồi. Nhiều người thấy yếu thế này. Thầy ngồi con để trong này cho thầy vô nè. Được rồi. Trời ơi. Rồi chích ngừa xong rồi bà con ơi, hết hồn bánh dí.
chích xong rồi, chích xong rồi, hết sợ rồi. Nam mô trời Phật. Ê, rung hết ra cái tội à. Không sao, không sao. Thanh Kiều. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Mô Phật. Họ bắt ngồi lại 15 phút. Để rủi có chuyện gì không, họ mới cho về. Có gì bên đây thấy kỹ không? Nên rất là kỹ, có gì thấy không? Là 15 phút. Có chuyện gì không? Mừng quá. Đã xong chích ngừa. Nó trẻ nó không đi. Theo lệnh của chính phủ kêu gọi sao mà cho tới ngày đầu tháng 7 là chích được 70% của dân số nước Mỹ. Thì ngày độc lập năm nay thoải mái. Độc lập ngày 4 tháng 7. Cứu hồn mới biết. Là chết cái hết hồn. Ôi, xong rồi mừng quá. Mừng quá. Không sao. Nó tề tề như kiến cắn nha quý vị à. Thôi chào hết quý vị nha. Rồi chích tôi coi như tôi đã chích ngừa xong rồi nha. Rồi.